Tại vì thành phố ba mẹ đâu có cho đi tự do đâu. Rồi giỏi lắm lên trường mới về. Còn ở quê mới vui. Đứa nào mà ở quê xách xe chạy lông Như lớp em là đi thi cắm hoa xong cái xong rồi là đội đó tụ tập nhà ai đi phá. Đây là quê hồi xưa ở Quảng Nam cho nên là cái mùa này là mưa lắm. Mỗi lần 20 tháng 11 lúc nào cũng mưa. Mà đường lúc đấy thì chưa có làm đường nhựa, cũng chưa có làm đường bê tông nữa. Toàn là đường đất, đất đỏ từ trên núi mang về đổ. Mùa mưa là đi mà xe chạy mà bánh ngừng. Mấy đứa biết không? Mà bánh ngừng mà xe chạy. Xe chạy thì bánh ngừng mà bánh ngừng thì xe chạy. Biết ngay đó. Vô đông đủ chưa? Hôm nay hy vọng là đến ngày 20 tháng 11 là các bạn sẽ có mặt đầy đủ. Ngày hôm nay có gì vui kể thì nghe nè. Có Xe gì cẩu nó vui? chạy qua vướng dây điện làm sập cục điện à. Sửa chưa xong nữa hả? Dạ, sáng nay em ra em mới thấy đang chuẩn bị à, có đồ để cắm cục điện vô lại à, xong rồi mới nối điện lại. Từ ngày hôm qua kia mà. Dạ, chiều hôm qua khoảng 5 giờ rưỡi 6 giờ kém á, là nó mới sập. Ghê quá hả? Rồi có ai bị gì không? Dạ không. Xe cẩu nó đi sao nó không biết độ cao hay sao mà ghê quá. Dạ chắc vậy. Dạ em đang ngồi trong nhà em cái rầm một cái à, rồi chạy ra ngoài không biết. Xong rồi cúp hết điện luôn. Mấy mấy người đi xe mà có cái độ cao mà không chú ý nguy hiểm. Có nhiều người tông rớt cầu luôn. Nhất là qua mấy cái hầm chui á. Hầm chui là hay bị. Sáng nay mấy đứa đi thăm thầy cô hết hay sao vắng quá trời luôn. Trường mình 20 tháng 11 không cho nghỉ hả thầy? Hả? Trường mình 20 tháng 11 không cho nghỉ để tổ chức tiệc cho thầy cô á thầy. Chứ giờ tôi cấp giờ 3. tôi giờ tổ chức online hết rồi.
cấp 3 trường em là thầy cô đóng cửa không cho đi học để thầy cô đi nhậu rồi. đây. Giờ này có đóng cửa thì cũng ngồi nhà chứ có đi đâu được. Ngại lắm. Đi đâu mà tập trung, ở Sài Gòn thì thấy đi ra đường thì thấy quán ăn, quán cà phê, quán nhậu rồi gì cũng mở hết. Nhưng mà thấy cũng ngại quá trời. Rồi mình bắt đầu được chưa mấy đứa? Thấy lớp vắng quá. Còn ai nữa không ta? Nhắn mấy bạn vô giúp thầy đi, lớp trưởng lớp phó ơi. Bạn nào chưa điểm danh thì điểm danh lên nhé. Rồi thì sẽ chuyển cho các bạn một cái cơ sở dữ liệu về quản lý bán hàng. Đợi thầy tí xíu, chúng ta sẽ xem thử là tạo cái cơ sở dữ liệu này như thế nào. Thank you.
Alo, mọi người đâu hết rồi, thấy buồn quá. Vắng tanh luôn. Có ai mới vô điểm danh chưa? Là em mới vô hả? Sáng nay thấy vắng còn nhiều hơn mấy hôm nữa đó. Quá trời vắng luôn. Sáng nay là vắng còn khủng khiếp hơn nữa. Bán nửa lớp. Vắng 19 bạn. Rồi các bạn nhìn cái sơ đồ RD bên Zalo nhé, thầy mới gửi một cái phần quản lý bán hàng. Bây giờ các bạn sẽ tạo cái này, nó là một cái
bài, không biết là các bạn có hình dung được nó là bài nào không? Viết đây đó bài nào không các bạn? Rồi thử tạo một cái cơ sở dữ liệu cho thầy ở trong SQL nha. Dũng lớp 5 quá thầy. À đúng rồi, nó là lớp 5 đó. Giỏi. Các bạn nào làm xong lớp 5 luôn chưa? Thầy vừa làm thầy. Các bạn làm đi, rồi tí nữa thầy sẽ cho cái đoạn code để các bạn add dữ liệu vô, rồi các bạn sửa lại để mình có được cái data cho nó nhanh. Bây giờ các bạn tự tạo cái cơ sở dữ liệu trước thử nha. Tạo được không được tí nữa chúng ta sẽ xem. Nếu mà bạn nào tạo được thì tí nữa thầy sẽ lấy điểm cho các bạn. Còn bạn nào mà chưa tạo được thì tí nữa thầy sẽ cho các bạn một cái cơ sở dữ liệu mà thầy đã tạo rồi. Đó là tùy ha. Nếu bạn nào tạo rồi thì thầy lấy điểm, bạn nào chưa tạo thì thầy sẽ xem tình hình thế nào. Nhưng mà khuyến khích các bạn tự tạo cho mình trước. Chứ còn để lấy cơ sở dữ liệu của thầy thì cuối cùng là các bạn không có biết. Cố gắng tạo thử thêm nha. Nếu mà gặp khó khăn gì thì hỏi.
Các bạn tạo được có gặp khó khăn gì không các bạn? Alo, alo. Em đang tạo bằng code thầy. Ừ đúng rồi, tạo bằng code. Dạ. Các bạn tạo bằng code nha, mọi người tạo bằng code nha. Để thì mình có thể là chuyển đi đâu cũng được hết. Thank you.
Rồi các bạn làm đến đâu rồi các bạn? Giờ thầy sẽ xem mời một số bạn để show bài nha. Alo, alo mọi người ơi, làm đến đâu rồi? Lặn đâu hết rồi ta. Rồi bây giờ mời nha. Mời một số bạn để share bài cho thầy xem thử nha. Có ai mới vô nữa không? Ngồi bạn Mộc Đức với lại bạn Quang Trưởng. Còn có bạn nào vô nữa không? Alo lớp ơi, vắng teo luôn.
trước vẫn những bạn mà bạn Quốc Đạt có đây không? Quốc Đạt ơi. Quốc Đạt. Sao Quốc Đạt vô gọi là treo nick đó ta? Quốc Đạt ơi. Bảo Hân. Bảo Hân ơi. Quốc Đạt. Quốc Đạt có không? Bảo Hân. Rồi, ngộ ghê. Nhật Khánh. Dạ có thầy ơi. Ừ, Nhật Khánh làm đến đâu rồi? Em đang làm cái hóa đơn chi tiết. Cho thầy xem cái quá trình mình làm coi. Còn 22 bạn. Ngộ ghê vậy. Hiện diện 26, bây giờ ao đâu hết thì còn 22 luôn. Rồi, ra được, cho ra được quản lý bán hàng rồi, ok, tốt. Tạo được quan hệ chưa? À, chưa rồi, em đang làm. Ok, dạ. Rồi, tốt rồi. Rồi ghi nhận cho Khánh một điểm cộng trước ha, có làm ba. Dạ. Ok em dừng như khẽ hả? Ok. Dạ, cảm ơn hả. Thế Mạnh. Đó của em thôi. Ừ, cho thầy xem kết quả em làm đến đâu rồi Mạnh. Nãy giờ em đang đi ra ngoài đường có việc á, em chưa có làm thôi. Ok. Minh Phúc. Dạ thầy. Ừ, làm đến đâu rồi em? Em tạo xong rồi. Đâu, tạo cơ sở dữ liệu đâu. Bài lớp 5. Ừ, còn chi tiết hóa đơn chưa có đúng không? Cái này,
mấy thông tin dịch vô trong field á thầy. Ừ. Dạ em chưa điền, nãy em nghe thầy nói là thầy đưa cái đó để tụi em điền mà. Ok, không cái trong cái bài á thì cái data của thầy đưa đó nó có cái chi tiết hóa đơn đúng không? Là cái này là hóa đơn chi tiết. Đâu đâu. À, hóa đơn chi tiết. Nhưng mà ở bên table thầy chưa thấy. Đây là thầy. Hóa đơn. Rồi. Ok. Rồi hơi nhỏ không thấy. Rồi. Dạ dạ. Ok em. Để thầy chuyển cái code dữ liệu bảng, thì các bạn có thể dùng dữ liệu này hoặc các bạn có thể dùng dữ liệu mới của các bạn cũng được. Nhưng mà tạo theo cái dữ liệu này thì chúng ta khi mà tạo các truy vấn ở dưới á, thì chúng ta sẽ thấy nó giống. Dạ em muốn chia sẻ nha thầy. Ok em. À, thầy có copy cho các bạn cái đoạn code bên Zalo. Nó hơi bị nhảy đó. Các bạn copy vô trong SQL rồi các bạn sửa lại. Nhìn nó nhảy, nhìn nó kỳ lắm. Nhưng mà chắc là copy vô trong SQL sửa lại thì ổn. Rồi bạn Quân. Quân ơi. Em nghe rồi. Máy em đã cài được SQL chưa? Để em share lên cho thầy coi, nãy giờ em đang học. Biết như vậy nó đã được chưa? Em mò mấy ngày rồi ấy, một ngày mà em vẫn không thể nào mà ấn được mấy cái bạn giống như các bạn. Em share chưa? Để em xíu nha. Ok. Đây là đang lên, đang lên. Rồi, nó ra cho các bạn này. Ừ. Là còn tới thiệt, còn là còn thiếu gì không hả? Hay là cái bảng này thôi là làm được rồi. Yeah, cái bảng này liên là thiếu cái phần view ở bên hông rồi. Cái bên tay trái á. Tay trái của mình thì nó có một cái cửa sổ của cái thằng Sima đó. Lên để coi cái view, lên cái menu view á, view 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 rồi cái phần đâu rồi, đâu rồi. View của mình nó lạ quá, workplace coi có cái gì thứ hai có cái gì nữa. Go go xuống cái chỗ mà chỗ mà maker coi thử có cái gì
xuống mấy cái menu dưới. Em luôn để quay ra quay lại thu lại ra đó rồi nè, ở phía sau nè, ở phía sau nó có cái phía sau à. Em ra cái bỏ menu rồi đi. Nào cái mới bỏ này à. Phần Sima là nó nằm ở trong view mà banner. Em đóng luôn cái máy QR của em, em vô lại từ đầu. Đúng rồi, lưu lại đi. Lưu lại. Để lưu lại không ạ? Bữa giờ nãy cái của em làm em lưu chưa? Chưa. Giờ có gì đâu lưu. À, nãy đâu đã làm cái gì đó là mời anh có một cái mày HTML mod. Nó phải là cái location intention. Bây giờ em không phải vô chỗ này. Em chưa connect con server mà. Em vô nhanh quá. Em đóng cái mod ở tên kìa. Ngay cái chỗ mà MySQL mod đồ đó. Đóng cái dấu chéo này đó. Đóng này luôn hả? Ừ. Đánh xe đi. Đánh xe đi. Rồi hình như em tạo bị thiếu. Em bấm vô cái dấu mũi tên dưới rồi. Dưới con cá heo á. Đây. Dưới con cá heo á. Rồi, dưới mũi tên rồi. Bấm vô, bấm vô. Bấm rồi. Bấm rồi hả? Vậy là lúc em cài đặt bị thiếu rồi. Nó có một cái bước cài đặt là em chọn là developer hay là full nó. Bây là chọn full rồi. Đúng rồi, chọn full. Trong cái bài lab 1 có hướng dẫn cài mà mình có theo dõi trong cái lab 1 không? Có mà em lại là em không theo được hạn như cái đó rồi. Vậy sẽ theo từng bước chứ. Vâng, để em làm lại. Ừ, cài lại thôi xem. Dạ. Bạn Bảo Quốc. Cái đó này. Rồi cho thầy xem bài của em đi. Thấy gì đây? Em xem lên. Ok. Hóa đơn chi tiết. Lấy cái dữ liệu của thầy insert vô được không? Đó, đang insert này. Rồi nó vô chưa?
Để nó vô rồi em chỉnh xíu, tại bên thầy là 6 em chỉnh. Em chỉ lấy họ tên thôi mà em không có chia ra họ tên lót. Ừ rồi. Ok. Cái đó mình thêm trường dễ mà. Dạ. À. Ủa mà thầy cho em hỏi là cái lúc mà em tắt cái thằng SQL lên, em tắt cái thằng này lên, tắt cái thằng này lại. Rồi em bật lại thì nó không có hiện cái bản code cho em. Tắt không bật rồi làm thử coi, lưu đi rồi làm thử làm sao mà nó không hiện. Số thứ tự mã số sinh viên luôn đi chứ không để quên. Lát em thử xong. Xong rồi. Rồi. Ừ. Rồi. Đúng rồi, nó không hiện là đúng rồi. Bởi vì cái này nó quản lý schema là quản lý database của mình mà, đâu phải quản lý file SQL đâu. Bây giờ em muốn gọi lại là em bấm file open đúng không ạ? Đúng rồi. Open SQL script. Đúng. Đúng này. Đúng rồi. Và là lát nó mình cập nhật lại nó in vô cái bảng này luôn rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, em cảm ơn. Nhưng mà phải, nếu lúc đó là cơ sở dữ liệu của em phải là chọn cái database là quản lý bán hàng. Chứ nếu mà không chọn cái database này thì chọn database khác mình update vô nó sẽ bị lỗi. Giờ là mình thêm một cái lệnh dòng để chọn cái quản lý này. Đó là cái dòng số 3 đó. Hôm nay. Ừ. Nếu mà mình mở lên mà mình muốn thao tác đến cơ sở dữ liệu đó thì mình phải dùng cái dòng số 3 đó. Để cho nó set default của Schema. Oh. Ừ. Chứ nếu mà mình không chọn cái đó mà nó không được bô đen ở bên tay trái á, thì mình thao tác dữ liệu nó sẽ không đúng. Yeah. Ví dụ bây giờ em click chuột phải lên quản lý bất động sản đi. Click chuột phải lên, em chọn là set default schema. Rồi ok. Đó. Như vậy bây giờ mà em thao tác bên cái file SQL của mình, ví dụ như em thêm dữ liệu đồ là nó lỗi liền. Bởi vì bên kia nó đâu có bảng đâu. Đâu có cái bảng tương ứng đâu mà nó thêm. Cho nên là nếu như mà trong trường hợp mình vô mà mình nhìn thấy là cái database của mình nó chưa, thì mình chạy cái dòng số 3. Em chọn chạy cái dòng số 3 đi. Rồi em nhìn bên kia em sẽ thấy nó set default cho cái quản lý bán hàng của mình. Đó. Ok. Bạn Thanh Sinh ơi. Rồi chắc bỏ cục luôn quá. Bạn Quan Tâm. Quan Tâm ơi. Bạn Thanh Tâm. Thanh Tâm. Hữu Trí. Hữu Trí ơi. Dạ có hả? Rồi cho thầy xem bài đi Trí. Insert vô được không Trí? Dạ cái chỗ insert cái khách hàng thì được, còn mấy cái còn lại cũng nó còn báo lỗi. Em lỗi coi có biết nguyên nhân không? Mình coi cái trường á, trước tiên là mình coi thử cái trường nó có trùng chưa. Đó, nếu mà trường mà nó chưa trùng á thì mình kiểm tra lại. Dạ. Rồi ok, tốt rồi Trí. Em dừng chia sẻ. Ok em. Dạ, cảm ơn. Quan trưởng ơi.
quan trưởng. Alo trưởng. Rồi nhắn tin riêng, nhắn tin chung với thầy gì đó, rồi cuối cùng cũng lặn luôn rồi. Minh Tuấn. Có rồi. Rồi cho thầy xem bài đi Tuấn. À quan trưởng, dạ em nghe. Rồi quan trưởng, tí nữa sau khi mà Tuấn share bài thì quan trưởng share bài cho thầy xem nha. Ok. Tuấn làm được cơ sở dữ liệu inbox vô được không em? Chạy nó lỗi không? Lỗi rồi đó. Coi thử lỗi gì. Trước tiên là value kìa, ở row 1 kìa, nó báo đó em. Không có trùng khớp value ở cái một cái row nào đó. Bây giờ nè, trước tiên là em lên trên đầu tiên, đầu file SQL của em cho thầy xem nè. Rồi view quản lý bán hàng, em đã chọn cái dòng lệnh thứ tư đó chưa? Em phải chọn dòng lệnh thứ tư để em thực thi, tại vì thầy thấy quản lý bán hàng của em nó chưa được bôi đen, chưa được in đậm ở bên tay trái đó. Thực thi cái dòng lệnh đó đi. À, chưa. Bên kia nó cũng chưa set luôn hả? Thôi được rồi. Như vậy kiểm tra lại các cái field của nó, coi nó có trùng khớp về cơ sở dữ liệu hay không. Ví dụ như là cái trường em tạo là 5 ký tự, nhưng mà thầy đưa dữ liệu cho em là 6 ký tự chẳng hạn. Đó là một dạng không khớp. Rồi trường của em là em tạo là in mà thầy đưa là vacha thì nó cũng không vào. Được rồi, em sửa tiếp đi. Bạn Anh Tú. À quên, bạn trưởng. Bạn trưởng share bài cho thầy cái. Trưởng ơi. Alo. Em nghe xong rồi, em đi đâu rồi trưởng? Trưởng ơi trưởng, em nghe xong rồi, em đi đâu rồi? Bạn trưởng có nhắn tin đó thầy. Không, thầy không phải là nộp, thầy chỉ xem thử mình làm đến đâu thôi. Mở lên cho thầy xem đi, coi là mình cài SQL xong chưa, rồi đã làm được cái gì rồi. Còn xong hay chưa xong cũng không sao đâu trưởng, mở lên thầy xem nè. Cài SQL chưa, cài MySQL chưa? Không. Không phải là bài 1, bài 2 gì hết. Thầy chỉ cần xem em cài SQL hay chưa và em làm cái bài này hay chưa. Đó, cái bài hôm nay nè. Chưa đúng không? Vậy là mình làm bài 1, bài 2 mình làm đến đâu rồi? Mở lên cho thầy xem thử nào. Mở lên cho thầy xem thử là đã làm được cái gì thì cứ cho thầy xem cái đó. Bất kỳ cái gì cũng được. Không phải bài này cũng được. Mở lên xem. Rồi. Vậy hả? Rồi cài MySQL chưa? Chat nhanh giúp thầy đi. Chat nhanh để trao đổi thử coi tình hình sao. Mở mic không được thì chat nhanh giúp thầy. Ủa chưa cài MySQL luôn hả? Nhờ tranh thủ cài đi nha. Cài đi để coi tình hình thế nào.
Bạn Chí Vinh. Chí Vinh đâu? Alo thầy ơi, em các năm vừa thầy kêu làm em làm mới làm xong rồi, em xe rồi. À lớp năm của Mạnh hả? Dạ vâng, vừa xong em đi ra ngoài có việc chưa làm, em mới làm xong. Rồi đợi thầy tí nữa. Mạnh, hồi nãy thầy có gọi tên chưa ta? Thầy có gọi em á, mà em kêu em vừa ra ngoài có việc em chưa làm kịp. À rồi, ok. Rồi, cho thầy xem nè. Em có thầy của chúng này. Rồi, ok. Rồi em tắt xe nha, em làm nốt cái insert into cái. Ừ rồi, ok. Thank you.
cho em thêm dữ liệu không được thầy. Sao vậy? Không có cái nào được hết thầy. Dạ, không có cái nào được thầy. Ok, xe lên xem. Dạ. Đây thầy. Rồi, Quốc Duy. Bây giờ cái khách hàng của mình xác định nè. Cái ở đầu tiên là chữ A, đó là cái gì nè? Yeah. Mẹ khách hàng. Ừ. Rồi, Nguyễn Văn A. Như vậy ở chỗ này của thầy là nó có họ và tên riêng. Đó. Còn của mình thì mình có làm riêng không hay là mình làm chung? Vậy đây thầy, họ là tên như tên riêng hả? Rồi, tên, mã khách hàng, năm, họ và lốt, 50, địa chỉ, rồi đến email, rồi đến số điện thoại, địa chỉ email, số điện thoại, quản lý bán hàng, khách hàng, nàng và liêu. Nó kêu chữ A for khi khách hàng bị trùng. Em mở cái bảng khách hàng ra, em đưa con trỏ vô cái bảng khách hàng. Ở phía sau, khách hàng. Yeah. Rồi, ở cái biểu tượng sau cùng á. Ừ. Rồi, thấy nó có rồi đó. Nó có rồi, cho nên em chèn nữa nó báo lỗi đó em. Dạ. Ừ rồi, ok em. Dạ, cảm ơn thầy ạ. Rồi bạn Đức Anh, Đức Anh Ngọc Bích, Mộc Đức, Quang, Nguyên Huy, Quang Huy, Vĩ Khang, Trung Kim, Thiên Long, Trung Nghĩa. Thanh Thúy. Những bạn đó nếu mà làm rồi thì copy, chụp cái hình kết quả của cái database của mình đã làm rồi đó. Show cho thầy xem một số cái dữ liệu của các bạn. Chụp hình lại dán lên Zalo cho thầy một cái. Cho thầy cái số thứ tự luôn nhé. Để thầy biết đường. À rồi, được rồi, dán lên Zalo được rồi. Bởi vì bên Zalo là các bạn đã có số thứ tự rồi. Để thầy lấy thầy cộng điểm cho các bạn luôn. Tại vì show bây giờ nó sẽ lâu, các bạn cứ chụp copy lên đó là thầy xem được, là thầy cộng điểm.
Ủa thầy, thầy ơi. Nghe nghe mấy cái bảng thầy gửi thầy ạ. Thầy chưa thêm khóa chính cho nên mấy cái dữ liệu nó không quay thêm vô được không thầy? Em phải set khóa chính cho nó. Dạ, thế là em set khóa chính rồi nhưng mà mấy cái bảng của thầy chưa có, nó yêu cầu cập nhật khóa chính chứ thầy ạ. Đúng rồi, em lúc mà em tạo em phải set khóa chính cho nó chứ. Lúc em chạm tạo database em phải set khóa chính cho nó. Vậy là mấy cái thẻ bạn này gửi qua là phải mình phải set thêm khóa chính, set thêm dữ liệu khóa chính cho nó này. Đúng rồi. Dạ. Tại vì thầy chỉ đưa cái schema thôi mà. Còn các bạn nhìn các bạn sẽ thêm được cái khóa chính. Dạ dạ. Ừ rồi. Okay. Lúc mà có khóa chính thì lúc đó các bạn mới tạo liên kết nó thuận tiện cho các bạn. Rồi, chúng ta sẽ, thầy sẽ chuyển cho các bạn một cái file nhé. Cái file này là nó sẽ chứa đầy đủ cái dữ liệu của thầy đã làm và kể cả database. Như vậy thì các bạn chỉ có việc, nếu mà bạn nào mà chưa tạo được thì các bạn có thể tạm sử dụng cái file của thầy để các bạn làm dữ liệu và chúng ta sẽ làm vô các cái câu sau của lớp 5. Đợi thầy tí xíu, thầy sẽ chuyển dữ liệu cho các bạn.
Rồi các bạn chỉ có hai bạn Huy với lại bạn Bích là đã làm xong và copy cái hình lên cho thầy thôi đó hả? Còn những bạn khác thì sao? Rồi thầy chuyển cho các bạn một cái file bên Zalo nhé. Các bạn sẽ sử dụng và chạy cái file này lên. Nếu mà bạn nào chưa có cái dữ liệu hoặc là dữ liệu chưa đầy đủ thì các bạn sẽ chạy cái file này lên giúp thầy. Nha, chạy cái file này lên để chúng ta sẽ làm bài tập tiếp theo nhé. Các bạn đã thấy cái màn hình của thầy chưa? Dạ chưa thầy ơi. Chưa thầy. Nhưng mạng sáng nay nó bị chậm hả ta? Chắc nhiều đơn vị tổ chức 20 tháng 11 quá hay sao mà sáng nay có vẻ như rất là chậm. Rồi, chúng ta sẽ đi qua cái bài số 5, slide số 5 và chúng ta sẽ đi nhanh để chúng ta sẽ vào các cái câu lệnh của TSQL. Một số lệnh về truy vấn, select. Rồi làm quen với câu lệnh có where, có điều kiện. Rồi group by là các bạn sẽ tạo group và order by sẽ tạo thêm một cái điều kiện để mà kết nối với lại cơ sở dữ liệu. Như vậy ở trong này chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh rất là cơ bản và rất là thường xuyên. Cơ sở dữ liệu của chúng ta thì nằm ở phía bên dưới, nằm ở tầng dưới. Còn cái lệnh select thì nó sẽ lọc dữ liệu từ bên dưới và nó đưa lên trên. Đó là phần mặt để chúng ta nhìn thấy cơ sở dữ liệu. Như vậy lúc nãy đến giờ chúng ta làm database, chúng ta đã làm rồi. Như vậy thì dữ liệu là nó nằm ở bên trong này. Đó, dữ liệu thì nó nằm ở bên trong. Chúng ta sẽ không nhìn thấy được cái dữ liệu của mình. Không nhìn thấy được dữ liệu của mình. Như vậy làm thế nào để chúng ta nhìn thấy? Các bạn có thể vào ở table từng hóa đơn và các bạn sẽ vào đây view lên. Như vậy lúc này các bạn đã nhìn thấy được dữ liệu hóa đơn. Nhưng mà trong thực tế thì khi mà chúng ta làm việc không có ai mà để cái cơ sở dữ liệu cho các bạn thấy cả. Không bao giờ. Và kể cả bạn có muốn vào cơ sở dữ liệu này bạn cũng không thể vào được. Bởi vì ngay từ lúc đầu nếu mà thầy muốn vào, ví dụ bây giờ thầy tắt cái SQL này đi luôn. Rồi, bây giờ thầy quay trở lại, thầy vào lại. Chúng ta mở cơ sở dữ liệu của mình ra. Rồi, nó phải có password ha. Nếu như vậy thì sau này nếu mà các bạn làm bên hệ quản trị cơ sở dữ liệu, các bạn sẽ tạo thêm nhiều cái user khác nữa, chứ không phải là chỉ một cái user root không. Nhiều cái user khác nữa. Và lúc mà các bạn có user thì các bạn sẽ phân quyền cho user đó là được quyền làm cái gì trên cái database của mình. Đó, chỉ có user root là user admin đó, nó sẽ có toàn quyền trên cái cơ sở dữ liệu. Còn những user khác chúng ta có thể set cho nó là chỉ có quyền đọc thôi, chỉ có quyền tạo truy vấn thôi, hoặc là chỉ có thể chạy các truy vấn thôi. Thì nó sẽ đảm bảo rằng không làm ảnh hưởng gì đến cơ sở dữ liệu của mình. Được chưa nào? Như vậy cơ sở dữ liệu của mình thực chất là mình không thể dễ nhìn thấy đâu. Tại vì mình đang làm bài cho nên mình log on vào bằng quyền admin, tức là quyền root á, quyền gốc á, thì mình mới thấy được cơ sở dữ liệu bên trong. Còn nếu không thì mình không thấy cái này. Như vậy nếu như mình tạo cơ sở dữ liệu ra mà mình không thấy, vậy thì tạo ra làm gì? Đúng không? Cho nên
chúng ta muốn tạo cơ sở dữ liệu, chúng ta muốn thấy thì chúng ta sẽ sử dụng cơ sở dữ liệu đó thông qua các cái lệnh gọi là lệnh truy vấn. Cái phần lệnh này là chúng ta tạo cơ sở dữ liệu rồi nè, và chúng ta sẽ thông qua các cái lệnh truy vấn. Như vậy các cái lệnh truy vấn này ở đây thì chúng ta sẽ bắt đầu từ select, từ cái lệnh đầu tiên. Cú pháp của select ha, select cái gì, select cái gì đó, select cái gì, từ đâu. Đây là lệnh cơ bản, rất cơ bản. Chọn cái gì, select mà đúng không, selection, chọn, chọn cái gì, từ đâu. Nếu như ở chỗ này các bạn sẽ cho là where là điều kiện là gì, order by là có sắp xếp hay không, group by là có nhóm lại hay không. Như vậy thì tùy theo trường hợp mà chúng ta sẽ sử dụng. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái trước tiên là select from table name hoặc là view ha. Như vậy chúng ta sẽ thử dùng cái câu lệnh select để lấy dữ liệu ra. Select thì nó có cái ký tự đại diện là sao, tức là lấy tất cả các trường từ một cái table nào đó. Và thầy sẽ ví dụ bây giờ chúng ta có table của mình sẽ có hóa đơn nè, có hóa đơn chi tiết nè, chúng ta có khách hàng nè, có sản phẩm nè. Như vậy chỗ này chúng ta giả sử chúng ta lấy cái khách hàng, chúng ta lấy cái khách hàng. À, lý do tại sao mà nó báo lỗi mấy đứa? Lý do tại sao nào? Chưa chọn database này. Ừ, cái database của mình chưa có được set. Ok. Chưa được set default ha, cho nên nó không hiểu được cái khách hàng này ở đâu. Rồi, thầy đã thực thi được cái câu lệnh query. Đó. Như vậy câu lệnh này chúng ta đã lấy ra được mã khách hàng họ và tên lốt, tên, địa chỉ, email, điện thoại. Ví dụ bây giờ thầy không lấy hết mà thầy sẽ lấy chỉ có họ, tên, họ và tên lốt. Họ và tên lốt phẩy tên. Rồi from khách hàng. Đó, ví dụ như vậy. Ví dụ như vậy. Rồi, như vậy thì cái lệnh của mình nó chỉ lấy ra hai cái field này thôi. Mình muốn lấy field nào thì lấy. Bây giờ mình đặt ngược lại. Mình đặt ngược lại. Tên phẩy họ và tên lốt thì nó ra cho mình tên trước họ và tên lốt sau, được không nào, được không, dễ không mấy đứa? Cái lệnh select này nếu mà select from không dễ không nào? Dễ à, quá dễ ha. Bây giờ giả sử chúng ta muốn kết nối hai cái tên và tên lốt này thành họ và tên, vậy thì chúng ta sẽ dùng một cái hàm, một cái hàm gọi là hàm concat. Concat, con mèo ha. Mình đọc vậy cho nó dễ. Concat là kết nối hai chuỗi. Chú ý MySQL là mình dùng concat, còn nếu mà SQL server thì các bạn có thể dùng dấu cộng để các bạn cộng hai chuỗi. Các bạn cũng có thể dùng concat để các bạn kết nối hai chuỗi. Nhưng mà MySQL thì bạn sẽ chỉ dùng cái này thôi. Họ và tên lốt phẩy tên đóng ngoặc. Chú ý ha, từ từ ha. Những bạn nào mà đã rành rồi á thì cứ từ từ xem cách thầy sẽ trình diễn cho các bạn xem từng phần, chứ còn đừng có vội, vội là mấy bạn mà mới sẽ không nắm kịp. Như vậy thì chúng ta sẽ select concat họ và tên lốt. Cái lệnh của hồi nãy là mình sẽ làm cái gì? Lệnh của mình hồi nãy là không có concat.
lệnh của mình hồi nãy là chỉ có vậy thôi. Đó. Như vậy thì bây giờ nếu mà chúng ta dùng concat thì có gì khác không? Lệnh hồi nãy của mình nó như thế này. Còn nếu mà chúng ta dùng concat thì có gì khác hay không? Ở phía phần sau này nè, nó có cho mình là bật tắt các cái thanh trạng thái nha. Thì các bạn sẽ biết để bật tắt cái mình cần. Đó, các bạn có thể bật tắt thanh trạng thái. Như vậy chỗ này mình đã thấy được cái cơ sở dữ liệu của mình ở đây là có họ và tên lốt tên. Vậy thì khi thầy chạy cái dòng số 101 đúng không? Thì nó ra cái gì? Có gì khác? Nó ra cái Nguyễn Văn A. Và cái A này thì thế nào đây? A này thì thế nào mấy đứa? Nó không cho lớn lên nữa ta. A này thế nào? Nguyễn Văn B thế nào? Có vấn đề gì không? Có vấn đề gì không? Nó dính vô này. À đúng rồi. Như vậy nếu mà mình muốn không dính thì mình làm sao? Mình thêm khoảng cách ở đây. Thêm khoảng cách vô giữa. Ủa mất rồi. Bị cái lệnh insert hả? Rồi ok. Bị bấm cái phím insert cho nên là nó chèn nó mất chữ luôn. Đây Nguyễn Văn A. Thêm vô ở giữa nè. Để thầy chạy cái zoom lên. Zoom lên các bạn dễ thấy. Đây. Thêm Nguyễn Văn A ở giữa nè. Bây giờ thầy sẽ cũng là dùng concat nhưng mà nó hơi khác xíu. Các bạn chú ý từng lệnh nha. Như vậy thì cái concat này nó sẽ giúp cho mình tạo thêm WS nha. Nó sẽ lấy cái đầu tiên này nè. Nó sẽ chèn vào các cái chuỗi phía sau. Nguyên tắc của nó là lấy cái chuỗi đầu tiên chèn vào các chuỗi phía sau. Để mà chèn vào mình sẽ thử nhiều á, thì mình thử là tên 2-3 lần đi. Tức là mình lặp lại cái tên của mình 2-3 lần để mình thấy là nó sẽ concat nó khác nhau cái gì. Tức là mình xuất hiện họ lốt tên là đến 4 lần nữa ha. Rồi chúng ta sẽ xem thử là có gì khác biệt so với lại cái lệnh concat bình thường. Rồi các bạn thấy nè, Nguyễn Văn AAA, Nguyễn Văn BBB, nó sẽ tự động nó chèn cái gì vô các bạn? Chèn ký tự trắng vào giữa. Giả sử chỗ này mình không chèn ký tự trắng mà mình lại chèn dấu trừ chẳng hạn. Mình chèn dấu trừ. Rồi. Nó sẽ tự động nó chèn dấu trừ vào giữa, các bạn thấy không? Alo. Dạ thấy em. Rồi, như vậy thì mình sẽ học thêm lệnh concat và lệnh concat SW. Concat SW nha. Các bạn sẽ thấy là đối với lại hai cái lệnh này, chúng ta đã nối được chuỗi. Và lúc này ở phía dưới này nó để nè. Concat SW trừ, nhìn nó kỳ không ta? Không, cái tên trường nè, ai để cái tên trường kỳ vậy? Đúng không nào? Như vậy thì mình sẽ làm gì? Mình sẽ làm gì? Đổi chỗ này đi. Các bạn sẽ thêm vô cho thầy chỗ nào cũng được ha. Ví dụ như chỗ này với cái tên họ và tên. Đó. Bạn sẽ thêm vô đây với tên trường mới, họ và tên. Như vậy thì nó cũng chạy y vậy nhưng mà nó thay cái này. Đó, nó thêm cái họ và tên vô. Nếu chỗ này chúng ta viết khoảng cách thì sao? Lỗi liền. Bởi vì nó không hiểu.
nó không hiểu giữa cái chỗ này là khoảng cách. Hiểu. Hiểu chỗ này mình khi mà máy nó hiểu thì mình có hiểu không? Hả? Alo, alo. Lúc nãy thầy không có dấu nháy kép thì nó báo lỗi, mà khi thầy đưa dấu nháy kép vô thì nó hiểu, nó không báo lỗi nữa. Vậy lúc mình máy nó không hiểu thì mình đã hiểu chưa? Rồi thầy. Nhé, bạn nào không nắm được thì nói nha, chứ đừng có im im nha. Nha không mấy đứa, đừng có im im nha. Rồi thực hành trên máy của mình đi nào. Thực hành lại thử nha. Có khó khăn gì không mấy bạn ơi? Thử lại mấy lần tri vấn. Rồi bây giờ mình mở cái bài lab 5 ra xem người ta nói cái gì. Mình thử từ những cái lệnh cơ bản đầu tiên của lab 5. Các bạn xem cái bài assignment. Thầy sẽ hướng dẫn cái bài assignment để chúng ta làm bài assignment luôn nhé. Hôm nay là hơi trễ rồi. Quên nữa. Hôm trước quên nói về cái assignment. Bây giờ tranh thủ làm cho đến buổi hôm sau nha. Mình xem cái bài assignment của các bạn nhé.
Các bạn xem qua cái bài assignment 2, bài assignment coi nào. Giai đoạn 1 làm tới phần nào thầy? Giai đoạn 1. Ok. Để thầy share lên rồi chúng ta nói cái giai đoạn 1 nha. Rồi, quy định về giai đoạn 1 thì cái này tí nữa thầy sẽ gửi cho các bạn một cái file Word để các bạn trình bày. Thiết kế sơ đồ ORD, tạo cơ sở dữ liệu, sử dụng các lệnh. Ha, công cụ thì sử dụng SQL hoặc SQL Server. Tài nguyên đã có rồi. Như vậy thì thư viện trường cao đẳng mình đang tạo một cái cơ sở dữ liệu để quản lý thư viện. Rồi cái này thì mình chưa làm được cái giao diện này đâu. Cái giao diện này là nó ở dạng report. Report tức là báo cáo đó. Nó có dạng là báo cáo. Như vậy mình sẽ select thông tin lên. Select thông tin lên. Sau đó mình sẽ làm một cái form để mình xuất cái dữ liệu ra. Như vậy đối với mình thì mình chưa làm cái phần này. Cái này là chỉ để mô phỏng cho các bạn thấy thôi. Đó, như vậy cái này là người ta mô tả là dữ liệu của mình nó sẽ có được những gì. Ví dụ như đối với sinh viên thì nó có là họ tên, khoa, mã số sinh viên, thẻ này có giá trị đến khi nào. Đó là những cái trường hoặc là hình ảnh. Có cả phiêu hình ảnh. Như vậy ở đây sẽ giúp cho chúng ta xem thử là đối với lại cái thực thể của mình á, nó có những cái phiếu nào. Rồi với lại phiếu mượn sách, đây là những cái thông tin. Rồi bên phiếu mượn sách thì nó lại có cái thông tin nhỏ hơn. Ví dụ mình liên kết với cái bảng sách. Không? Trong phiếu này là chúng ta thấy có hai bảng nè. Bảng đầu tiên
là cái table mượn sách, phiếu mượn sách. Thì trong cái table phiếu mượn sách, chúng ta sẽ có một cái mã sách là liên kết giữa cha và con ha, giống như là mình làm ở những cái table trước thôi, chứ không có gì hết. Liên kết cha và con, thì đây là một cái bảng riêng, một cái bảng về sách. Thì mình liên kết xong thì mình nối vô thôi, mình đưa dữ liệu lên. Như vậy hồi để mình lọc thì các bạn sẽ thấy đó. Rồi, yêu cầu 1, 2, 3, 4, 5, 6, được chưa, đến 7. Như vậy đối với lại cái bài assignment 1 thì chúng ta sẽ xây dựng được cơ sở dữ liệu và chúng ta đưa được dữ liệu vào. Đó là bài assignment giai đoạn 1. Xây dựng được ORD, xây dựng được cơ sở dữ liệu trên MySQL và đưa được dữ liệu vào. Được chưa nào? Đưa được dữ liệu vào. Như vậy lúc này các bạn sẽ có được cái bài assignment 1. Đến cái bài assignment 1 tạo cơ sở dữ liệu. Đây, đến yêu cầu 5 nè. Yêu cầu 6 và yêu cầu 7 thì chúng ta sẽ làm ở giai đoạn 2. Như vậy đối với lại cái bài giai đoạn 1 có khó không? Tạo cơ sở dữ liệu, tạo ORD và lưu ít nhất là 5 bản ghi. Khó không mấy đứa? Chắc là không có quá khó đúng không? Đó, vấn đề là chỗ chúng ta phân tích cơ sở dữ liệu thì buổi sau thầy sẽ hướng dẫn thêm phần này và chúng ta sẽ làm nhanh. Bây giờ buổi sau thầy sẽ chấm bài trước là các bạn đã làm cơ sở dữ liệu, làm ORD đến đâu rồi, và thầy sẽ chấm cái thực tế của các bạn, chấm thực tế của các bạn. Và sau đó thì thầy sẽ hướng dẫn cụ thể nếu như các bạn làm chưa được, còn nếu các bạn làm tốt rồi thì thôi. Đó, thì thầy sẽ hướng dẫn cụ thể cho các bạn. Được không nào? Thì chuẩn bị trước đi. Hả? Chuẩn bị trước ha, rồi đến buổi sau thầy sẽ hướng dẫn cụ thể hơn. Đó là bài assignment giai đoạn 1. Đây nè, dưới này người ta nói rất là rõ nè. Đó. Rồi giai đoạn 1 nè, giai đoạn 2 nè, giai đoạn 3 là bảo mật lưu trữ dự phòng. Được chưa? Đầu ra của giai đoạn này là cái TSQL, là các cái tập lệnh. Như vậy bản thân thì giai đoạn 1 thì nó cũng đã ra được tập lệnh rồi nè. Đã ra được tập lệnh rồi. Mình làm thêm đến câu 5 luôn á. Còn cái chỗ này nó đang thiếu nè. Cái chỗ giai đoạn 1 và giai đoạn 2 nó đang thiếu một cái chỗ là câu 5 đó các bạn. 5 chấm đó. Đây nè. Tạo cơ 4 chấm và 5 chấm. Đó. Như vậy thì cái chỗ này giai đoạn 1 và giai đoạn 2 nếu mà ghi như vậy là nó thiếu mất tiêu rồi. 4 chấm và 5 chấm. Chuẩn hóa. Chuẩn hóa xong thì chưa có ra được cái database của mình, câu 4 và câu 5. Về chỗ này mình thêm câu 4, câu 5 vô nha. Là giai đoạn 1. Giai đoạn 2 là thực hiện để mà truy vấn. Thầy nghĩ rằng với cái khả năng của những bạn mà đã có máy rồi, đã cài được máy SQL rồi, đã thực hiện được các cái bài lab rồi, thì cái chuyện mà làm bài assignment giai đoạn 1 này đến ngày thứ 3 tuần sau thầy nghĩ chắc cũng không khó. Nha. Như vậy thì thứ 3 tuần sau thầy sẽ chấm điểm, gọi là chấm điểm quá trình, chứ không phải là chấm điểm kết thúc cái giai đoạn 1 đâu. Thì chúng ta sẽ cố gắng, thì thầy sẽ để cho các bạn hết tuần, tức là hôm sau là buổi thứ 10, rồi buổi thứ 11, buổi thứ 12 thì chúng ta sẽ hoàn thành cái giai đoạn 1 nhé. Hôm trước mình nói là lab 4 là hoàn thành giai đoạn 1. Như vậy lab 4 của mình thầy để ở đây là buổi nào vậy? Lab 4 lớp 4. Đóng lớp 4 là ngày 23. Ngày 23 tháng 11 là thứ 3. Thì thôi, thầy sẽ thứ 3 thầy sẽ chấm cái
tiến độ của những bạn mà đã làm trước nha. Như vậy thì thứ ba thầy sẽ chấm luôn đến lab 4 nha. Lab 4. Và chấm tiến độ của giai đoạn 1. Chấm một lèo hết tất cả các bạn luôn, đến lab 4 luôn, bởi vì ngày thứ ba là đóng lab 4. Đóng lab 4 thì có bạn có thể chưa làm đến thứ ba. Ok, thì đến lab 4 đến ngày thứ ba là ngày 23 tháng 11 thì thầy sẽ chấm bài các bạn. Nếu như mà những bạn nào làm rồi thì sẽ chấm hết các bài lab các bạn làm. Còn những bạn mà chưa thì thầy sẽ chấm đến lab 3. Và assignment giai đoạn 1 theo tiến độ. Nha. Những bạn mà chưa làm rồi khó khăn gì đó thì cứ làm đi, rồi xem thử là nó bị vướng ở chỗ nào, khó khăn chỗ nào thì sẽ cố gắng giải quyết, chứ đừng có bỏ cuộc nhé. Tất cả mọi thứ chúng ta đều có thể bắt đầu được không? Được thầy. Ừ. Thầy ơi, rồi cố gắng nha. Thầy thấy lớp mình thầy buồn ghê luôn á. Thầy thấy lớp mình là thầy quá buồn luôn, không biết làm sao để nói nữa. Thấy hôm nay là vắng quá trời luôn, giờ điểm danh thầy không biết điểm danh sao luôn nè. Điểm danh gì đâu mà vắng đến gần 20 bạn luôn, kể cả mấy bạn mà treo nick thì thầy không biết làm sao luôn. Bây giờ những bạn mà hồi nãy thầy đánh xanh treo nick đó, bây giờ đã có mặt lại chưa hay sao? Quá trời nè. Quốc Đạt, Bảo Hân, Thanh Sinh, Quan Tâm, Thanh Tâm, Chí Vinh. Sao rồi? Rồi cũng không thấy gì luôn. Thầy không hiểu là các bạn đó là lý do gì, cũng không thấy tâm sự, không thấy gì hết, không biết làm sao luôn. Không thấy tâm sự, không thấy gì, không thấy vấn đề gì hết trơn. Ủa sao tắt cam rồi ta? Cảm ơn con. Chụp nóng dữ vậy. Thầy ơi. Nghe. Yeah. Em thấy cái trong assignment 1 có cái ngày trả sách phải lớn hơn ngày mượn sách đó thầy. Đúng cái rồi. Đó mình làm sao ta? Thầy nói tưởng em nghe. Điều kiện á hả? Dạ. Yeah. Điều kiện thì nó sẽ nằm ở trong cái câu lệnh mà mình tạo á. Chắc hả thầy? Ừ đúng rồi, nó là cái lệnh check á. Ủa chứ mình không tạo table hả thầy, mình làm xài SQL lệnh à? Ờ đúng rồi, tạo bằng lệnh. Tạo bằng lệnh à? Đúng rồi, tạo bằng lệnh hết nha. Tất cả những cái bài làm của mình, các cái lab sau này là mình đều tạo bằng lệnh hết. Để làm gì biết không? Để khi mình cần là mình chạy lại cái câu lệnh, cái tập lệnh SQL là nó tạo ra cho mình rồi. Tạo ra table cho mình, tạo ra bảng cho mình. Nó rất là nhanh. Giống như hồi nãy thầy chuyển cho các bạn một cái file SQL vậy đó. Thì bây giờ thầy có được cơ sở dữ liệu. Thầy muốn cho các bạn thực hành trên cơ sở dữ liệu đó. Thì thầy chỉ cần đưa cái file SQL đó. Là các bạn chạy một cái là chỉ cần một giây thôi. Là đã có cơ sở dữ liệu để thầy và các bạn cùng nhau thực hành rồi. Và lúc mà chấm bài á. Thì thầy cũng cần cái file SQL của các bạn. Tất nhiên là các bạn phải báo cáo để mà thầy nhìn là các bạn có làm bài, các bạn có trong quá trình làm của các bạn là làm được cái gì, đó là phải báo cáo. Nhưng khi mà thầy chấm bài thì thầy sẽ chấm cả hai, một là các bạn có thực hiện báo cáo hay không, hai là thầy thực thi cái file SQL của các bạn nó có lên hay không. Nếu mà nó chạy lên thì ok chấm điểm, còn nếu mà nó không lên thì lúc đó thầy sẽ trao đổi với các bạn sau.
được chưa nào? Dạ. Ok. Cho nên là trong quá trình chấm bài đó, thầy không chấm trước là vậy. Tại vì khi mà chấm bài thì thầy với các bạn sẽ cùng nhau nhìn xem. Tại vì những bài đầu thì chỉ có là cài đặt thôi, lớp 1, lớp 2 thì chỉ có cài đặt cơ bản thôi. Thì thầy để cho các bạn trình chiếu và thầy đa số là không cần hỏi gì hết. Nhưng mà đến những lớp sau thì thầy hỏi ở chỗ đó tạo sao, chỗ đó thêm khóa làm sao, vân vân. Thì lúc đó các bạn chỉ cần nói được cho thầy những cái rất là cơ bản thôi thì chúng ta đã có điểm rồi. Còn nếu mà những bạn nào mà thầy cho muốn cho điểm cao thì thầy sẽ hỏi kỹ một tí nha. Dạ vâng. Ừ, rồi cảm ơn các bạn. Như vậy cứ làm đi, nếu mà có vướng mắc gì thì chúng ta sẽ trao đổi thêm. Thì cái bài assignment 1 thì thấy nó cũng không có quá khó. Trước tiên thì các bạn phân tích cái ORD để các bạn tự phân tích xem thử là nó như thế nào, nó có đủ được các cái dữ kiện hay chưa. Nếu mà nó chưa đủ thì ngày thứ ba thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn. Thứ ba thầy sẽ xem trước, chấm trước, sau đó thầy hướng dẫn sau. Ok nha. Dạ thầy. Ok thầy. Rồi xác minh lại, xác nhận lại cho thầy là lớp mình hôm nay là vắng cực kỳ nhiều luôn. Cho nên là bây giờ mà thầy mà điểm danh vô lại thì rất là khó khăn đây. Có những bạn nếu mà buổi hôm nay vắng nữa là đã lên được 5 buổi nè. Bạn Minh Thuận. Minh Thuận này không biết làm sao ta, tình trạng nó thế nào mấy đứa. Nằm viện đứt dây chằng rồi gì đây rồi bây giờ là bỏ cuộc luôn á hả? Bữa hôm trước thầy liên hệ xong rồi rồi đến giờ này là không thấy mặt luôn. Rồi bạn Nguyễn Quang Huy số 11 nè. Thì em không? Thấy bạn đó có vào từ giờ xong sao kìa. Ừ. Rồi không biết làm sao luôn. Thầy khó hiểu ghê luôn mấy đứa này. Lúc đầu là nói là bạn bị F0. Rồi sau đó là vắng liên tục luôn. Rồi không biết làm sao nữa. Buồn mấy đứa ghê mấy đứa ơi. Quan trưởng là 4 buổi rồi đây quan trưởng nha. Trưởng ơi. Rồi xong không ư không thử gì luôn. Rồi ok cố gắng nghe trưởng. Rồi cảm ơn các bạn. Chúng ta nghỉ nha. Chúc các bạn hôm nay ngày cuối tuần vui vẻ. Dạ vâng, chúc mừng sinh nhật thầy ạ. Rồi cảm ơn em. Chúc mừng sinh nhật thầy. Chúc mừng sinh nhật thầy. Chúc mừng sinh nhật thầy. Cảm ơn các bạn. Sinh nhật thầy mà dán ghê. Sinh nhật thầy mà nó bỏ nó đi chơi đâu hết rồi. Chào thầy ạ. Rồi bye. Bye thầy.